ai về là về núi ngự, ai về là về sông Hương. Nước sông Hương còn thương chưa cạn, chim núi ngự tìm bạn bay về. Người tình quê ơi, người tình quê thương nhớ lắm chi, ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về vĩ dạ, ai về là về Nam Giao. Dốc Nam Giao còn cao mong đợi, trăng vĩ dạ còn gợi câu thề. Người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Nằm trên dải đất miền Trung với tư thế lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển, vùng đất thuần hóa Phú Xuân, cố đô Huế có vị trí vô cùng quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Năm 1306, công chúa Huyền Trang về làm vợ vua Chiêm là Chế Mân, đổi lấy hai ô, Châu Ô và Châu Dĩ. Và vua Trần Nhân Tông đã tiếp thu vùng đất mới và đổi tên là Châu Thuận và Châu Hóa. Trải qua nhiều thế kỷ phát triển, vùng đất trở thành địa bàn giao thoa giữa hai nền văn hóa lớn của phương Đông và nền văn hóa của cư dân bản địa. Với lời sấm truyền Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân, một dải Hoành Sơn có thể yên thân muôn đời. Năm 1558, Nguyễn Hoàng xin vào trấn giữ xứ Thuận Hóa, khởi đầu cơ nghiệp của các chúa Nguyễn. Từ đây, quá trình phát triển của vùng đất Thuận Hóa Phú Xuân gắn liền với sự nghiệp của chín đời chúa 13 vua. Trải qua 700 năm hình thành và phát triển, vùng đất Thuận Hóa Phú Xuân, Huế ngày nay là nơi hội tụ những nét văn hóa độc đáo của thiên nhiên và sự tạo dựng của con người. Ở đây có nét mộng mơ của sông Hương, núi Ngự và sự trầm mặc của thành quốc, cổ cung, lăng tầm, đền đài, chùa chiền, miếu mạo. Những giá trị văn hóa đặc sắc được người dân nơi đây xây dựng và phát triển, trong đó có Phật giáo. Phật giáo Huế đã hòa nhập trong cộng đồng, trở thành một bộ phận văn hóa tinh thần, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc phong phú. Đạo từ đời mà có, và đạo lại đi vào đời, luôn không tách rời cuộc sống của con người. Nên giữ đạo để làm đẹp cho đời và hành nguyện của người con Phật. Hiện nay ở Huế có hơn 300 ngôi chùa và niệm Phật đường lớn nhỏ. Trong đó có những ngôi tổ đình cổ tử nổi tiếng từ hàng trăm năm như chùa Thiên Mụ, Từ Đàm, Bảo Quốc, Từ Hiếu, Quốc Ân, Trúc Lâm, Thiền Tôn, Trà Am, Vạn Phước. Mỗi ngôi chùa ở Huế không chỉ là nơi công trình kiến trúc độc đáo, hòa quyện giữa con người với cảnh quan thiên nhiên, mà còn là một địa danh lịch sử, văn hóa, tâm linh đặc sắc. Nhiều ngôi chùa đã trở thành biểu tượng đặc trưng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Huế. Tiếng chuông chùa Thiên Mụ đã in sâu vào lòng người dân xứ Huế như một dấu ấn tâm linh không thể thiếu. Vẻ đẹp cổ kính cùng chiều dày lịch sử của chùa Thiên Mụ như một minh chứng về sự đóng góp của Phật giáo Huế và sự bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Hòa thượng Mạng Giác đã từng thốt lên như vậy
khi nói về những ngôi chùa. Chính vì vậy, chùa trên đất nước ta nói chung và chùa Huế nói riêng đã trở thành nơi tu học mang lại lợi ích cho nhiều người. Mỗi ngôi chùa
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Hãy mở lòng thương, xóa niềm giận hận. Con xin chắp tay chúng sinh, nguyện cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài người. Chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Hãy mở lòng thương, xóa niềm giận hận. Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Chúng sinh nguyện cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài người, nguyện cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài người, nguyện cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài người. Thứ về quà mới rồi cho đồng chào trời ơi, bước lối một bước. Ai mua quà mà đẹp nữa? Ai mua quà? Ai mua đặc bản mà đẹp nữa? Chị Phúc với chị Quyên. Rồi bây giờ chị nói cho em chút nữa đi. Vào lễ thì đi nghiêm trang và luôn luôn chánh niệm. Tức như là bước chứng mình cứ nghĩ là mình đang bước. Và niệm A Di Đà. Khi mình niệm A Di Đà thì mình không còn lo nghĩ gì chi nữa hết, và không ngỏ qua ngỏ về bất cứ ai kêu hay là gì, cứ đứng đi thẳng và đưa cái lễ vào cả trên này. Dạ cả chưa? Vào điện Phật không cười, không nói chuyện, không chi hết, ngồi bất cứ chỗ nào để quỳ chỗ nào, nhớ chưa? Nghe không chỉ phê răng mà chỉ không nói mà này tiếng. Đó. Nhớ cả chưa? Không quạt, không chỉ hết nghe chị Nguyệt. Cất cái bởi cái quạt đấy, khi mà làm lễ trong đó là không có quạt gì hết, nhất là vào điện của ông thì mình mong hương linh của ngài gia hộ độ trì cho cả đoàn thân về nghe. We'll be right back.
nào cùng nhau trao ánh sáng thế tôn rạng ngời, hoa man sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cung mây. Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đạn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa, nhạc thiêu dâng dâng ca vút đất ca thì la. Trầm hương sống nơi cây vô ưu, hào quang thiếu tiêu tan năm chiều. Coi ta bà đức cha lành đạn sinh, khắp chốn hân hoan mừng. Đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương, ngân quang sáng cung trời, bao cõi lòng đường thắm màu tươi. Đều nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời, một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi. Đời mở thêm hân hoan vui ca, hồn dịu em nghe âm vang xa. Tấm hương thiêng trên muôn nẻo đường hoa, nào cùng nhau trao ánh sáng thế tôn rạng ngời. Hoa man sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cung bay. Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đạn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa, nhạc thiêu dâng dâng cao vút đất ca thì la. Trầm hương sống nơi cây vô ưu, hào quang thiếu tiêu tan đắm chưa. Coi ta bà đức cha lành đạn sinh, khắp chốn hân hoan mừng. Đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương, ngân quang sáng cung trời, bao cõi lòng đường thắm màu tươi. Đường nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời, một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi. Đời mở thêm hân hoan vui ca, hồn dịu êm nghe âm vang xa. Trên muôn nẻo đường hoa, đời mở thêm hân hoan vui ca, hồn dịu êm nghe âm vang xa. Tấm hương thiêng trên muôn nẻo đường hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm luân, lìa xa chốn mê lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi, để mau thoát luân hồi. Đường bát chánh con nguyện theo, lòng sân si con xin bỏ. Lìa cầu xa bên mê, nguyện tinh tấn theo từ bi, lòng yêu thương gieo muôn ngàn. Như Phật pháp đuốc soi đường, thoát khỏi chốn vô thường.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin đừng Thế Tôn soi đường đi, để mau thoát luân hồi. Đường bát chánh con nguyện theo, lòng sân si con xin mò. Lìa u tối quyết tu hành, để cầu xa bên mê. Nguyện tinh tấn theo từ bi, lòng yêu thương gieo muôn ngàn. Nhờ Phật pháp đuốc soi đường, thoát khỏi chốn vô thường. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ lâm tế chân tôn tứ thập nhị thế. Thiên mụ sơn linh mụ từ trụ trí thượng trưng hạ nguyên hiểu đôn hầu tổ sư hòa thượng tam bái. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.
loài cá tinh đào đẹp màu áo lam, bao ngày mong chờ giờ đây mới về, dưới mái hiên chùa trao rồi chỉ chờ. Thank you.
mơ những năm dài mong nhớ về thăm cố đô bao kỷ niệm chung phố nghe rộn lên tiếng lòng về thăm chùa Huế nhớ huyền thoại hiến vương ven theo dòng sông hương lên chùa Linh cao bảy tầng nghe chuông chùa vang ngân về đây viếng thăm thắng cảnh danh lam những ngôi chùa lịch sử rao ý thơ hẹn ngày về cố đô
Cái bố đi ra ngó kỳ thờ luôn.